Xin chào tất cả các bác và các anh em. Em vẫn biết rằng là các anh em là người sử dụng thì khi mà mua vắng số cũng là một điều rất khó khăn. Bởi vì đối với người dùng ấy thì em biết rằng là các anh em ít có điều kiện để mà va chạm đến những cái dòng vang số khác nhau. Và khi mua vang số thì các anh em rất cần những cái anh em bán hàng cũng như là những cái anh em thợ cài đặt nắm bắt được đặc tính ở trên vang số để mà tư vấn cho các anh em những chiếc vang số mà nó phù hợp với tính chất bộ dàn cũng như là cái sở thích của các bác và anh em. Nói về vang số thì nó có rất nhiều các hãng vang số khác nhau. Mà trong một hãng thì nó cũng có nhiều cái modem khác nhau, có nhiều modem khác nhau về cái chất âm, về cái effect. Thì trên vang số thì nó có hai phần, một phần là âm sắc và một phần là effect. Và khi có effect vào ấy, thì âm sắc sẽ thay đổi. Thì cái vấn đề này thì em cũng đã chia sẻ với anh em rất nhiều thông qua cái việc mà em nhập vang số về bán. Và cũng có rất nhiều các anh em là gửi vang số đến cho em căn chỉnh. Thì trong cái quá trình căn chỉnh thì em nắm bắt được là cái đặc tính ở trên nhiều loại vang số khác nhau. Nhưng mà cái cơ bản ở trên vang số thì nó chia làm hai mảng. Một mảng là âm sắc và một mảng là effect. Thế thì khi các anh em đang sử dụng những cái bộ dàn mà nó dư bát hoặc là gọi là bát đủ đi, thì các anh em có thể là sử dụng cái dòng vang số CISO, CISO T3, T5, VS360 hoặc 1080. Còn nếu như bộ dàn mà nó non bát, nó non bát thì có thể là các anh em như vậy là sử dụng là X12. Hoặc là những cái bộ dàn mà như vậy là cần sáng âm thì có thể là D4, D6, D8 là những cái dòng vang số mà cái chất âm của cái phần âm sắc cũng như là effect sáng. Thế thì nếu như các anh em mà đang cần một chiếc vang số mà nó thanh thoát về cái chất âm, tức là bát vừa phải và thanh thoát, lợi về vấn đề âm sắc, effect thì rất là sạch sẽ, thì có lẽ rằng là CISO, CISO T3, T5, VS360 là một cái chất âm mà nó sạch sẽ về phần âm sắc, và cái phần effect thì nó cũng là sạch sẽ. Chứ nhiều khi các anh em như vậy là nghĩ rằng là như vậy thôi, mua một chiếc vang số rẻ rẻ 500-600 nghìn đến 1 triệu về rồi mình tự chỉnh, kể cả là vang cơ, các anh em không có cái thẩm âm tốt ấy, kể cả vang cơ là chỉ căn chỉnh thông qua cái việc mà như vậy dùng cái tô vít hoặc là dùng tay để mà vặn. Nhưng nếu các anh em mà không có cái kinh nghiệm và cái sự thẩm âm ấy thì kể cả là chỉnh một chiếc âm ly hay là một chiếc vang cơ nó cũng là khó. Còn trên vang số thì chúng ta phải làm rất nhiều phần nhiều mục. Và những chiếc vang số mà có nhiều chức năng thì ngoài cái vấn đề mà chúng ta làm cái giải quét dơ để cho nó phù hợp với lại cái đặc tính của mic, của loa, của đẩy, thì nó còn vấn đề về effect. Mà cái vấn đề effect ở trên vang số là quyết định đến 70% trên một chiếc vang số. Cho dù là như vậy là chip gì, giải mã gì chăng nữa, nhưng nếu chúng ta làm effect không hay ấy thì là khó sử dụng. Rõ ràng là như vậy là CISO T3 này, CISO T3 này là cái chạy cái chip 21375, 1080M chạy 21489, X12 chạy 21489, JBL chạy 21489, nhưng cái chip không nói lên điều gì cả. Nếu các anh em chọn vang số không hợp, cái chip không nói lên điều gì cả, cái chip chỉ nói lên cái công nghệ sản xuất thôi. Còn như vậy là khi mà sử dụng karaoke ấy, thì nó phải hợp, đầu tiên nó phải hợp đã. Bây giờ một cái bộ dàn mà như vậy nó đang dư bát thì rõ ràng các anh em phải chọn một chiếc vang số là bát vừa phải. Còn bộ dàn như vậy là nó đang thiếu bát thì các anh em lại phải chọn chiếc vang mà như vậy là để về reset xét, chưa cần phải căn chỉnh gì, nó đã có đủ bát rồi. Đấy là một cái đặc tính về âm sắc trên vang số. Cho nên là nhiều khi các anh em đi mua ấy, thì các anh em là cứ xem ruột gan xem là như vậy là cái loại này nó chạy chip gì, giải mã gì, rồi mã gì để mà mua. Nhưng cái đấy là một cái không hiệu quả, bởi vì ngay từ ban đầu chúng ta chọn về vấn đề âm sắc chưa phù hợp. Chúng ta chọn về vấn đề âm sắc chưa phù hợp ấy thì chúng ta phải nâng phải hạ rất nhiều. Và cái nâng cái hạ ấy thì trên vang số ấy, khi làm giải quét dơ ấy, mà nếu cần sáng ấy thì chúng ta nâng giải cao chứ chắc đã sáng. Làm equalizer ở trên vang số không phải nâng giải cao mà nó sáng âm. Mà nó sáng âm là do chúng ta làm effect
dùng effect để mà thúc đẩy âm sắc, chứ không phải là như vậy là chúng ta thích sáng thì chúng ta như vậy là sẽ là tăng giải cao lên để cho nó sáng, hoặc có thể là cắt thật cao lên ở đầu vào đầu ra, cắt cao phần mic, cắt cao phần music, cắt cao phần main để cho nó sáng âm. Cái này là không phải. Đầu tiên phải nói rằng cái chất âm tự nhiên ở trên vang số nó sáng hay là nó không sáng, nó nhiều bát hay là nó ít bát, thì chúng ta như vậy là căn chỉnh nó mới dễ được. Siso T3, T5, 1080 cũng rất hay. Nhưng nếu như bây giờ cái bộ dàn mà như vậy là nó lại đanh quá chẳng hạn, bộ dàn mà nó đanh, nó sáng quá chẳng hạn, thì lại phải chọn sang cái dòng X. Dòng X là từ X3 cho đến X10, là như vậy là bát vừa phải và nó dịu âm, thì là nó phù hợp. Cho nên rằng là các bác thấy rằng là khi em làm vang số á, thì tập trung phần effect, còn cái equalizer ấy chỉ là như vậy là vấn đề gọi là làm đẹp về âm sắc. Thì nhiều khi là máy móc mang vào làm equalizer trước không hiệu quả, em nghĩ là không hiệu quả. Máy móc đưa vào làm equalizer trước không hiệu quả, bởi vì khi có effect vào là bắt đầu là nó tăng, nó đội cái phần âm sắc lên, và khi effect làm không tốt ấy thì bắt đầu là thay đổi về equalizer, trong khi như vậy là chỉ thay đổi có 0.1-0.2% ở trên như vậy là vang số nó đã khác rồi. Trên dòng Siso là thay đổi có 0.1-0.2 là nó khác. Đây các bác thấy rằng là cái phần đây độ lớn của cái phần mic này tăng giảm chỉ có 0.1-0.2 thôi. Đây phần music này, tại sao ở trên Siso nhiều khi phải tăng giải bass ở phần music, bởi vì đây là một cái dòng vang số mà phần bass nó cũng không phải là đầy, phần bass không phải là đầy, cho nên là nhiều khi là có những cấu hình là em phải tăng giải bass, tăng giải bass. Thế còn đối với lại X12 chẳng hạn thì như vậy là không cần phải tăng, bass nó đã có lực rồi, bass có lực. Cho nên là khi làm vang số thì chúng ta sẽ nắm được cái đặc tính ở trên vang số để mà căn chỉnh thế nào cho nó phù hợp, phải nắm được đặc tính. Cái này phải thông qua cái sự va chạm và có thẩm âm. Còn nếu như va chạm nhiều nhưng mà lại không có sự thẩm âm, không đánh giá được cái đặc tính ở trên từng cái vang số là nó khó. Thì đối với lại Siso T3, T5, 21080 ấy, thì những cái bộ dàn mà nó đủ bát thì em nghĩ rằng là hợp lý. Có rất nhiều đời, nhiều hãng vang số khác nhau, nhưng quan trọng nhất là chúng ta chọn thế nào cho nó hợp. Cái đấy là cái quan trọng. Em không phải là dở dột gan linh kiện để mà giới thiệu về cái phần cứng, bởi vì cái phần cứng chỉ là cái phần mà nhà sản xuất ra cho chúng ta căn chỉnh cho nó tốt hơn, chứ không phải là như vậy là cứ để nguyên một chiếc vang số sản xuất gọi là xuất xưởng mang về sử dụng được đâu, không sử dụng được. Siso để về chế độ reset không sử dụng được, X12 để về chế độ mặc định nhà xuất không sử dụng được. Tất cả những chiếc vang số nhà sản xuất ra mà dùng cái chế độ nhà xuất không bao giờ là sử dụng được. Nó đòi hỏi cái sự căn chỉnh kể cả về phần nhạc, phần mic, phần main tức là phần đầu ra, và cái vấn đề effect. Bây giờ mỗi nước thì như vậy là có một cái chất giọng khác nhau, có một cái thói quen hay là cái nhịp điệu nó khác nhau, cho nên rằng là ngay bản thân như vậy những chiếc vang số mà lấy từ bên Trung Quốc về, thậm chí là lấy ở phòng hát kinh doanh ở bên Trung Quốc về, là ở Việt Nam không sử dụng được. Em không hiểu tại sao là khi mà nhập những chiếc vang số từ phòng hát bên Trung Quốc về mà đưa vào các cái bộ hát mà em đang có ở đây hoặc là ở ngoài phòng khách kia là không sử dụng được. Cái effect nó làm sao ấy, mà cái phần âm sắc cũng thế, mà loa thì cũng từ bên Trung Quốc mà ra, loa bãi, loa mới thì cũng từ bên Trung Quốc mà ra. Nhưng mà không hiểu tại sao như vậy là khi mà lắp những chiếc vang số mà gọi các cấu hình ở phòng hát ở bên Trung Quốc để mà thử âm thôi và cũng hát thử mà như vậy là không sử dụng được, thì nó đòi hỏi cái sự căn chỉnh. Thì các anh em sẽ lưu ý như này, là khi mua là các anh em cần cái sự tư vấn về âm sắc, tư vấn về effect thế nào cho nó phù hợp, chứ không phải là như vậy là cái gì cũng bảo hay, cái gì cũng bảo hợp, rồi các anh em mua về là nó khó sử dụng thì nó phí tiền ra, nó mất công mà nó phí tiền. Đôi khi mua một chiếc vang số gắng lên 500-700 để lấy một chiếc vang số hay vừa ý,
thì có lẽ rằng nó vui vẻ và như vậy là nó yên tâm mang chất lâu dài, không phải thay đổi, không phải nâng cấp nữa. Chứ nhiều khi là các anh em chưa tìm được cái người cài vang số hay thì các anh em như vậy là sợ vang số sử dụng nó khó căn chỉnh. Nhưng mà trên cái nền tảng mà làm tốt rồi ấy, các anh em có thể là nắn chỉnh thêm thì có lẽ rằng là sẽ tương đối tốt. Chứ còn nếu như bây giờ một chiếc vang số mà phần effect làm chẳng ra gì, làm chẳng ra gì thì như vậy là có lẽ rằng là khó căn chỉnh, em nghĩ là khó. Khi effect đã sai, đã lệch, đã không có tính chất tự nhiên chân thật rồi ấy, thì rất là khó, rất là khó. Bởi vì máy móc nó không làm được cái effect, máy móc không thể làm cái effect. Và trên effect ấy, chỉ cần thay đổi một chút, effect đầu vào, effect đầu ra chỉ cần thay đổi một chút thôi thì cái chất âm nó khác rồi. Cho nên tại sao em ngồi tại nhà tại chỗ mà căn chỉnh cho các anh em rất nhiều loại vang số khá hay như vậy? Bởi vì là tập trung vào phần effect, làm tốt được phần effect và có nhiều chế độ về âm sắc thì các bác anh em dễ dùng. Cho nên rằng là em lại bớt chút thời gian để mà tư vấn cho anh em khi mà như vậy là chọn mua vang số, chọn vang số như thế nào để cho nó hợp. Cái đấy là cái đầu tiên khi các anh em như vậy là nghĩ đến vang số. Thì đây nó cũng là một cái mà em là cái người mà vừa bán vừa căn chỉnh vang số, chỉ có bán vang số và căn chỉnh vang số. Thì em thấy rằng là như vậy là có rất nhiều các anh em là khi đi mua vang số ấy, là rất loay hoay, không biết là như vậy là loại gì hay, loại gì hợp. Chỗ bán hàng thì chỗ nào cũng nói là hay, chỗ nào cũng nói là cài tốt, thì như vậy các anh em là khó sử dụng. Thì đây cũng là một cái mà em muốn gửi tới các anh em khi mà chọn mua vang số.